đã đến rồi, mang món quà cầu chúc sức khỏe. Kính chúc mùa xuân luôn trẻ khỏe đến với mọi nơi, quà cho sức khỏe cho gia đình tìm thêm chan chứa. Đã có Dr. Thành đến rồi, cùng mang món quà sức khỏe đến nhà. Nóng cay khiến ta chẳng lo lắng, thanh lọc cơ thể cùng tươi tắn. Cảm ơn tất cả yêu thích món quà sức khỏe cùng nhau uống. Tươi trẻ đón xuân Dr. Thành. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Là người khiến em biến trái đất thành thiên đường, sẽ mãi là một. Bé Ngọc nó thất tình, bây giờ bị mất dai nữa. Tôi nghĩ là đang với dì Chúc đó. Hàng tôi nuôi tôi biết, bé Ngọc không phải cái thể loại mà có não mà không có nếp nhăn như bà đâu. Bà nói cái gì? Kệ tôi đi. Mà nhìn cái kiểu này giống điền hồ sơ đi xin việc hay cái gì nè. Không biết là hồ sơ hay là dì Chúc có lén là được chứ gì. Thật sự quá. Trời đất ơi. Danh sách những cái gì em cần làm nè. Làm đi em. Ê bà hơi quá đó. Hơi lố rồi. Ok. Xuống. Em biết rồi mà, nhưng mà em đi về em sẽ dọn dẹp liền, yên tâm nha. No. Cái gì vậy? Cám đâu có nói tiếng Anh đâu. Ủa vậy? Không được. Cái đậu này chị đã cất công trộn rất là nhiều loại đậu để em lựa. Này là cho em. Chị trộn ba cái đậu hơi bị nhiều á. Rất nấu nhiều chè đậu. Đi em. Nấu chè không mà sai là tại sao mình nấu chè? Đúng nguyên bản tấm cáo là lựa hạt đậu ra. Lựa đi. Em phải lựa từng hạt đậu ra, đậu nào ra đậu đó, có khoảng 80 loại đậu ở trong đó thôi. Ác quá mà. Ngọc muốn đi công việc thì cứ cho đi sao tụi em lại cản Ngọc vậy vậy? Ngọc muốn đi nhảy cầu. Tụi em sao mà canh Ngọc 24/24 được anh? Đúng rồi, bây giờ tạm thời là phải cho Ngọc nó tập trung, nó phải làm một công việc gì đó. Chứ không thôi là đầu óc nó suy nghĩ lung tung hết trơn á. Đúng rồi đó. Bây giờ anh với bé Thanh nấu đi, em phải đi làm gì ghẻ tiếp đây. Trái vả hả? Nè. Ủa là trái này chứ lạ quá anh Nhân. Nhỏ lớn vậy mới thấy luôn. Ở ngoài miền Trung có nhiều. Vậy nó có công dụng gì anh? Công dụng của nó là sẽ ổn định được cái đường huyết nếu mà bệnh nhân nào mà bị đái tháo đường, và cũng rất là tốt cho tim mạch. Rồi hôm nay mình nấu cái gì anh chưa trả lời em vậy trơn. Trái vả trộn thịt bê, củ nén, một cái loại gia vị rất là đặc trưng của người miền Trung. Lấy cho anh cam thảo với lại hoa hạ khô nha. Cam thảo và hoa hạ khô thảo đúng không? Rồi xong rồi em tách làm hai cho anh luôn. Dở quá ta. Rồi cho cái phần hạ khô thảo này vào trong này. Cam thảo cũng vậy. Tác dụng của hạ khô thảo là gì? Cam thảo thường em biết rồi đó. Hạ khô thảo thì chưa nè. Hạ khô thảo thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình nó chống viêm nhiễm, và cái quan trọng nhất là hạ khô thảo cũng sẽ giúp hỗ trợ và thanh lọc cơ thể. Một trái ớt nè. Bỏ vô. Củ nén. Quay. Muối hạt. Thật ra cái món này thì nó là một cái dạng món trộn, thật ra không có chua giống như miền Nam mình làm gỏi đâu. Mình cho một ít đường ăn kiêng này vào. Ủa này đường ăn kiêng hả? Đường ăn kiêng thì thường là mình sẽ dùng cho một số các bệnh nhân đái tháo đường, và cũng như là để em sẽ tốt cho cái việc giảm cân. Những ai mà giảm cân phải không? Giảm cân. Phải cẩn thận nha, đường ăn kiêng anh thấy khi dùng nó lại ngọt hơn so với đường thử. Nhưng mà cái calorie ở bên đó nó ít hơn. Hay ha. Rồi nước sôi mình rồi cho anh vào ơi. Trong này một ít cái phần xì dầu. Xì dầu. Nước, nhớ để ngập nước nè. Ngập nước để luộc chín. Rồi. Thịt bê không cần ướp trước đâu, ở trong này có gia vị rồi. Mình cho vào trong này. Để anh nêm vào trong này khoảng một muỗng cà phê phần hạt nêm. Anh cho vào trong trái vả này phần muối để cho nó đậm đà. Và thường á, mình sẽ luộc trong vòng từ 30 phút cho đến 40 phút cho nó thật là mềm. Thơm quá nè Thanh ơi. Nó nhanh chín quá, nó nhanh đổi màu quá. Húng lũi lặt ra cho anh để hoàn góc nha. Húng lũi, rồi. Thịt này mình luộc khoảng 10 phút mà đừng có để nó quá chín, tại chủ yếu là mình xào.
Sao nó còn săn lại nữa? Đúng rồi. Con ruốc bây giờ bỏ vô máy xay cho anh. Được rồi đó Thanh. Rồi, ok. Em đổ ra chén cho anh nha. Mình cắt cái này ra. Nó mềm mà sao mình luộc vỏ dễ quá anh ha. Mình cắt trước mấy cái loại nguyên liệu dạng khô trước nè. Nó trong nó vậy đó hả? Nó giống quả cà đúng không? Cà pháo rồi cái ruột nó cũng giống giống kiểu vậy nè. Nó hơi có bị chát nhẹ. Có chát đúng rồi. Nó hơi ăn thì mềm bùi 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 á. Vậy là mới chín lắm rồi nè. Cái này nó ngon là nhờ cái da thôi. Thôi em ăn da được nè. Thử da cũng. Cẩn thận con dao nó bén á nha. Đứt tay là nói la anh á. Da công nhận ngon thiệt. Không có mỡ mà rất là giòn. Ngọt. Thịt thơm á trời. Anh ơi, cái món này á, bé Ngọc nhà mình nó đang buồn quá. Anh có việc vực dậy tinh thần của Ngọc không? Có. Bồi bổ nữa mà lại món này thì lại là một món miền Trung Ngọc thích nữa đó. Đúng rồi. Ngọc quê ở Đà Nẵng mà ăn món này chắc Ngọc sẽ thấy vui hơn. Và không có định nhảy cầu nữa. Thay dầu vô. Cái củ gì củ em cũng quên ngoài. À, củ nén. Này hơi cay nha. Đứng xếp ra một chút nha. Rồi. Hơi có mùi một chút. An toàn rồi. Rồi sau khi nguyên liệu này đã thơm bắt đầu là mình sẽ cho trái vả vô trước. Sau đó mình mới cho phần thịt bê vì thịt bê rất là mau chín. Rất là mau chín rồi, đã mềm rồi đúng không? Thơm ngào ngạt. Nước mắm đặc. Đường và nước mắm á, nhớ không? Em nhớ rồi, anh Nhân rất là hay dùng. Bây giờ mắm ruốc nè. Bỏ vô luôn hả? Mình bỏ vô lúc này, xào nhanh tay. Một ít con ruốc còn nguyên. Cái món này chắc chắn sẽ rất là thơm. Rồi, xử lý tiếp cái phần thịt bê. Bỏ ruốc thịt bê vô, có cho em. Nước mắm vô luôn. Trời thơm. Cho anh một ít ngò, cộng ngò vô nè. Cho nó dậy mùi. Mắm ruốc mình cho cuối, nhớ lúc này cho lửa lớn, xào thật nhanh tay nha. Cho một muỗng chút xí thôi, muỗng cà phê thật nhanh tay. Nhiều quá nó mặn. Đưa cho anh cái ruốc hồi nãy em xay ra đó. Một ít thôi Thanh. Chừng khoảng một muỗng ăn cơm là được hả? Rồi. Nó sẽ làm ngọt hơn và nó thơm hơn và nó rất là đặc trưng. À, lạ nha. Cái món của anh Nhân không giống ai ha. Độc đáo quá. Bây giờ mình cho vô ở giữa. Để anh rắc muối tiêu vô. Cho anh tí tiêu. Gắn này vô. À, anh muốn gắm hoa. Ủa chứ đi bước ngoài lại làm gì? Dĩa riêng. Nào mình ăn. Anh bỏ lên. Vậy là xong hả anh? Rồi, cầm lên cảnh đi. Trời ơi, quá nhanh, quá tuyệt vời, quá thơm. Đi thôi. Ê bà, có thấy nóng không? Chừng nào mới cởi được bộ đồ này ra? Chứ thấy mệt quá à. Ờ, thì chừng nào hết phim thì cởi. Bà Ngọc làm cái gì vậy ta? Kìa, lên kìa. Ủa? Gì vậy? Tới giờ ăn cơm rồi, không lo ăn cơm đi đâu à? Làm hết xong vậy chưa Ngọc? Ừ. Bây giờ em có việc quan trọng phải đi. Chị Nhi, đây là những việc mà em đã làm rồi, phần highlight đó. Còn những cái phần em chưa làm thì em đi về. Cái gì đây? Em đi về em làm tiếp nha. Còn một đống việc em chưa có làm luôn nè Ngọc, em còn đi đâu nữa? Bây giờ người ta gần đóng cửa rồi, hết hạn nộp hồ sơ đó, em phải đi. Chị không biết. Ủa? Ăn xong làm tiếp rồi đi. Bộ giấy di chúc là cần phải có giấy xác nhận độc thân hả? Di chúc gì? Muốn thi hoa hậu hoàn hảo phải có đơn xác nhận độc thân. Hả? Hả? Thi hoa hậu hoàn hảo? Em đi thi hoa hậu xong nói chị nghe. Thì em sợ nói trước bước hôm qua mà. Trời ơi, làm tụi chị tưởng là em hả định làm cái chuyện bậy bạ với chị chút lại cho nên mới bắt em làm quá trời việc đó. Thiệt tình cái con nhỏ này. Thôi ăn đi. Em đi chút xíu nha. Ăn một hai miếng rồi đi. Rồi đi. Nè nè em ăn đi nè. Đó, món cái gì món này món gì vậy anh Nhân? Trái vả trộn thịt bê. Wow. Ngon lắm nha. Ăn phải có một miếng bánh đa nè, xúc vô ăn mới ngon. Đố bà Nhi trong đây có gì ăn thử đi. Có gì ta? Thịt bê mềm. Không biết có gì nữa. Có mắm ruốc. Bà dở thiệt. Rồi anh trả lời cho lẹ. Em không nghe được luôn. Nhưng
mà nói chung là ngon. Thôi uống miếng đi. Ngon. Chứ bả lần đầu tiên mà cũng ngon ghê lắm. Ừ. À, vô. Thôi, để em tranh thủ đi nộp hồ sơ nha. Trời ơi, tối rồi bạn còn đi nữa hả? Đúng rồi. Vậy thôi, em cứ yên tâm đi đi. Còn cái danh sách làm việc này, coi như là hủy bỏ, không cần em làm nữa. Ha. Ê bà Nhi, ý quá. Hả? Bà xé cái gì vậy? Tờ giấy danh sách việc làm của bé Ngọc đó. Đây, nó nằm ở đây. Cái này bà mới cần xé nè Nhi. Ủa vậy tôi xé cái gì vậy? Trời ơi chị Nhi, chị xem cái tờ giấy xác nhận động thân của em. Hả? Chị thật là quá đáng. Bà đúng là mù gì ghẻ như vậy. Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ và xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng như đam mê ngọt ngào, đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Về nhà thật mau để mình cùng nhau làm những món ăn ngon vui tận cùng với đời, tình yêu và nấu ăn sẽ mãi là một.